Quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua, câu chuyện xoay quanh nghệ sĩ Thương tính vẫn đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Sau tin nam nghệ sĩ gặp khó khăn và mắc COVID-19, nhiều người đã đến hỏi thăm và hứa hẹn hỗ trợ. Tuy nhiên, anh cảm thấy hụt hẫng vì họ chỉ dừng lại ở lời nói mà không thực hiện. Gần đây, Thường Tính cũng cho biết anh được một Việt kiều ở Pháp mời dọn về biệt thự rộng rãi ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và nhận nhiệm vụ trông coi căn nhà đó. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ chia sẻ rằng đang rất hụt hẫng và buồn lòng vì nhiều mạnh thường quân đến hỏi thăm, hứa hẹn giúp đỡ nhưng họ lại không thực hiện. Nam diễn viên biệt động Sài Gòn chia sẻ, toàn tàu lao thôi, họ nói dốc để lấy tiếng, chứ sự việc không đúng như những lời hứa hẹn. Chừng nào tôi thấy mọi thứ đúng như lời họ nói, tôi qua xem chỗ ở thật sự và nhìn thấy thực hư, chắc chắn thì tôi mới chuyển đi, còn bây giờ mọi chuyện bấp bênh lắm, sự thật không giống như mình nghĩ đâu. Thương tính kể rằng, anh cũng đã liên lạc và nói với bà xã về việc được hỗ trợ biệt thự. Nam diễn viên dự định rằng sẽ cùng vợ con dọn đến căn biệt thự đó để sinh sống. Tuy nhiên hiện tại thì vợ con của thương tính vẫn còn ở nhà người thân. Nam tài tử bọc bạch, vợ tôi vẫn đang sống tại nhà người bà con. Nếu mạnh thường quân giữ đúng lời hứa thì tôi sẽ qua biệt thự đó sống một thời gian, xem thực hư ra sao rồi mới bảo vợ con về sinh sống. Bên cạnh đó, thương tính còn nói thêm về việc anh đã thiếu nợ tiền trọ suốt 3 tháng qua. Mỗi ngày có một vài người bạn đến thăm và cho vài trăm nghìn để anh xoay sở và mua cơm để ăn. Anh tâm sự, tôi khất tiền trọ gần 3 tháng. Chủ trọ thương hoàn cảnh tôi khốn khổ nên cũng cho tôi ở. Khi nào có tiền thì trả cho họ. Mỗi ngày tôi có vài người bạn ghé thăm, cho tôi 100-200 nghìn để xoay sở và cuộc sống của tôi cứ thế lây lắc qua ngày. Còn về tình trạng sức khỏe, thương tính cho biết, vì tuổi của anh hiện đã cao, lại còn bị mắc Covid-19 chưa khỏi hẳn, nên vẫn còn khá mệt mỏi. Vì vừa phục hồi sau khi bị đột quỵ chưa bao lâu, lại có thêm bệnh mới nên sức khỏe của nam diễn viên suy giảm hơn trước. Có thể thấy thương tính hiện đang khá hụt hẫng và nhận được nhiều lời hứa hẹn, hỗ trợ từ khán giả, nhưng mà họ lại không thực hiện việc nam nghệ sĩ và vợ con sẽ thật sự dọn sang sống tại căn biệt thự rộng rãi hay không cũng đang được nhiều cư dân mạng chú ý. Vào tháng 2 năm 2021, nghệ sĩ thương tính bị đột quỵ phải nhập viện, được Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi quyên góp. Vợ chồng nam tài tử nhận tiền hỗ trợ tổng cộng 800 triệu đồng và một chiếc ô tô cũ. Sau khi ra viện, vợ của thương tính mang con bỏ đi vì không chịu được cuộc sống khó khăn bế tắc. Đến hiện tại, ông rơi vào cảnh túng quẩn, nợ nần. Được biết, nam nghệ sĩ đang sinh sống tại một dãy chung cư cũ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một người bạn cho biết, thương tính mắc Covid-19 nhưng tình hình sức khỏe đã dần ổn định. Trả lời câu hỏi, mấy tháng trước nghệ sĩ Việt quyên góp cho anh được 800 triệu đồng, số tiền này bây giờ ra sao? Thương tính chính thức xác nhận. Tôi xác nhận là có thông tin này, nhưng không phải do tiêu xài hoang phí, sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng tiền bảo hiểm cho con gái của tôi, hết mấy trăm triệu để khi con 18 tuổi có một số tiền để sống. Một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong gara xe, muốn lấy ra tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa vài chuột ra chứ không phải tặng không. Đó là xe hiệu nhưng đời cũ, mỗi khi hư thì rất là khổ vì không có phụ tùng thay. Chiếc xe đó cứ hư hoài nên tôi nản lắm ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để có động ra đồng vô thôi, nam diễn viên nói thêm. Về thông tin tách vợ con ra ở riêng, thương tính thẳng thắn thừa nhận bản thân là người sai, không kiếm được tiền, thiếu thốn mọi thứ nên đành nói vợ con tìm nơi tốt hơn để sống. Đây cũng chính là lý do mà vợ chồng anh mâu thuẫn, nhiều khi tôi phải cảm ơn vợ mình cô ấy vì tôi mà phải sống kiếp mưu sinh vất vả bao nhiêu năm nay hồi xưa tôi nổi tiếng nhưng giờ hết thời rồi số mình thì mình chịu thôi nam diễn viên trải lòng nhiều khi vợ tôi nói một câu chua chát thế này tưởng sao lấy người nổi tiếng như anh mà lại khổ quá trời cô ấy nói như vậy làm tôi thấy buồn lắm vì cô ấy lấy một người chồng nổi tiếng mà không làm gì được nam diễn viên trải lòng Nghệ sĩ Thương Tính cũng tiết lộ rằng anh đã đến một trung tâm đa khoa để xin việc và được bác sĩ ở đây hứa hẹn khi nào khỏi sẽ nhận vào làm việc. Hy vọng sau giai đoạn khó khăn này, tình hình sức khỏe và tài chính của anh cũng sẽ ổn định. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày qua câu chuyện về cuộc sống khó khăn của Thương Tính thu hút nhiều sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Thông tin vợ thứ tư bỏ nam nghệ sĩ đi đã gây nhiều tranh cãi. Nam nghệ sĩ vui mừng và hy vọng cuộc sống sẽ ổn định hơn để gia đình sum họp. Mới đây, thông tin vợ thương tính đã về thăm nam nghệ sĩ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nam tài tử lừng danh một thời chia sẻ, vợ và con tôi sống ở nhà họ hàng, cũng ổn thôi mà, chúng tôi vừa gặp nhau, cả ba đều cảm thấy vui. Khi được hỏi liệu vợ con có quay về sống cùng thương tính cho biết, không dám chắc điều gì, hiện tại người vợ cũng không nói với ông về việc này. song nam diễn viên biệt động Sài Gòn tin rằng nếu anh thu xếp ổn công việc, cuộc sống có khả năng vợ sẽ về lại. Hiện tại vợ thương tính đang làm giúp việc để trang trải cuộc sống. Thương tính chia sẻ thêm, ông hiện đã âm tính COVID-19. Khi tình hình sức khỏe ổn trở lại, nam nghệ sĩ sẽ bắt đầu đi làm. Anh đang nhận được sự hỗ trợ thức ăn từ phía cơ quan, nơi tạo cho ông công việc mới. Ngoài ra ở đây còn có phòng cho công nhân ở, rộng hơn phòng trọ nam diễn viên thuê và cho phép ông đưa vợ con đến ở cùng. Thời gian qua, thương tính gặp nhiều khó khăn về vật chất lẫn cuộc sống tinh thần. Nhận thấy hoàn cảnh của nam nghệ sĩ, nhiều mạnh thường quân đã ngỏ ý giúp đỡ. Trong số đó, một người quen Việt Kiều ở Pháp nói rằng sẽ lo chỗ ở cho thương tính. Người này muốn nam tài tử dọn về sống trong căn biệt thự tại quận 3. Sau đó, thương tính gọi điện cho vợ con, gọi họ về sống cùng trong căn biệt thự. Nam diễn viên không hề trách móc vợ vì đã bỏ đi mà tự cho rằng bản thân không lo được đầy đủ cho gia đình. Ông chia sẻ, nhiều khi tôi phải cảm ơn vợ mình cô ấy vì tôi mà đã phải sống kiếp mưu sinh vất vả bao nhiêu năm nay hồi xưa tôi nổi tiếng nhưng giờ hết thời rồi số mình thì mình chịu thôi nhiều khi vợ tôi nói một câu chua chắc thế này tưởng sao lấy người nổi tiếng như anh mà lại khổ quá trời câu nói như vậy tôi thấy buồn lắm vì cô ấy lấy một người chồng nổi tiếng mà không làm được gì Ngoài ra, còn một mạnh thường quân khác đã trực tiếp đến nhà để tặng tiền và ngỏ ý đưa thương tính về quê chăm sóc. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ rất phần vân trước đề nghị này. Nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ, một mạnh thường quân muốn đưa anh tính qua ở, nhưng anh ấy chưa đi. Thương tính nói với tôi sẽ tính sau, nhưng có khả năng không qua vì sống ở đây quen rồi, không chịu được máy lạnh. Không còn ánh hào quang thời trẻ, thương tính liên tục rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Hiện tại khán giả vẫn dành sự quan tâm theo dõi tình hình của nam diễn viên gần đây cư dân mạng bàn tán xôn xao trước những thông tin về tình hình sức khỏe cũng như vấn đề thiếu thốn tài chính của nghệ sĩ thương tính thậm chí ông nổi tiếng là người vô cùng chịu chi ở thời điểm bấy giờ hiện tại nam diễn viên lại vô cùng thiếu thốn không đủ tiền để chi trả cho các loại viện phí và cuộc sống tại sài gòn không chỉ nổi tiếng về đồ ăn chơi thương tính còn sở hữu vẻ ngoài đẹp trai lãng tử khiến các cô gái xung quanh ông say như điếu đổ đào hoa là vậy thương tính về già lại không có người chăm sóc Quý vị và các bạn thân mến, khác với hiện tại, những ngày còn trẻ, Thương Tính được biết là một trong những nghệ sĩ tiêu tiền khét tiếng, vô cùng phóng đạt và ăn chơi. Những thông tin về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tính sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!